kế hoạch nội công ngoại kích, chặn Tô Lâm vào ghế Tổng Bí Thư. Theo giới quan sát, chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến giống như giai đoạn trước đại hội lần thứ 12. Trên mạng xã hội liên tục xuất hiện hàng loạt các thông tin nhạy cảm về Chủ tịch Tô Lâm khiến nhiều người nhớ lại trang chân dung quyền lực vào hồi năm 2014. Luật sư nhà báo Lê Quốc Quân viết trên trang Facebook cá nhân rằng trên mạng xuất hiện một tấm hình với ông Tô Dũng, công ty Xuân Cầu ghép cùng với nhà cửa ông ấy và nhà của Tô Lâm. Câu hỏi đặt ra với bức hình này là nhà anh hay nhà em, nhà ai to hơn? Theo ông Quân, mức lương của Chủ tịch nước với hệ số cao nhất là 13,0 vào khoảng 30,4 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với 1.200 đô la. Làm sao Tô Lâm có thể mua được một căn nhà đắt tiền đến như vậy? Nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ với Thời báo.d một số thông tin động trời đáng chú ý là một danh sách tỷ phú đô la Mỹ trong ngành công an. Theo đó, danh sách này gồm những người giàu nhất trong ngành hoặc xuất thân từ ngành công an, chưa kể tới rất nhiều tướng tá chỉ ở hàng triệu phú đô la. Theo thứ tự người giàu nhất hiện nay, mà cụ thể là thứ nhất là Tô Lâm, Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Xếp thứ hai là Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Xếp thứ ba là Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Xếp thứ tư là ông Nguyễn Đức Trung, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Nguồn tin nội bộ còn tiết lộ thêm Thiếu tướng Trần Văn Thiện là đệ ruột của Vương Đình Huệ, hiện là Cục Phó Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam C10 Bộ Công an, sẽ lên nắm giữ chức vụ Cục trưởng Cục C10, kế nhiệm Trung tướng Lê Minh Hùng, anh trai của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, sắp nghỉ hưu. Theo đó, đại gia đồ bành Thân Đức Nam đã đầu tư tới 2 triệu đô la cho tướng Thiện để mua chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam C10. Bên cạnh đó, dồn dập có hàng loạt tin xấu liên quan đến Chủ tịch Tô Lâm trong bối cảnh chuyển giao quyền lực Tổng Bí Thư không được suôn sẻ như dự tính. Bất kể giới phân tích quốc tế thì vẫn khẳng định Chủ tịch Tô Lâm là ứng viên sáng giá nhất đã đặt một chân vào ghế Tổng Bí Thư. Một trong những lý do khiến cho Tô Lâm được Tổng lựa chọn và được Bộ Chính trị tạm đồng thuận vì ông là một lãnh đạo ngành công an có kinh nghiệm, nắm giữ nhiều thông tin mật, kể cả hồ sơ đen về các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Tuy nhiên, Tô Lâm không phải là người trong sạch. Ông bị cáo buộc dính dáng đến vụ bê bối Mobile Phone mua 95% cổ phần của tập đoàn AVG, đã làm thất thoát của nhà nước khi đó hơn 7.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bị cáo buộc đã tiếp tay bằng các công văn mật hay tuyệt mật để cản trở việc điều tra, xử lý vụ án này. Vào cuối tháng 10 năm 2021, Tô Lâm lại dính tới bữa tiệc bê bối thịt bò rát vàng ở thủ đô London, Anh Quốc, trong lúc người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam đang vật lộn và bị chết rất nhiều vì Covid-19. Đến mức Tổng Trọng đã phải nhắc khéo Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị cán bộ chổ chốt vào tháng 6 năm 2022 rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, kém ăn một miếng lộn gan lên đầu, hay nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Ông Tô Lâm là một lãnh đạo cấp cao có số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong tổng số 6 ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ các chức vụ do Quốc hội bầu. Đồng thời, Tô Lâm cũng bị đánh giá là không đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để trở thành Tổng Bí Thư. Theo giới quan sát, hiện đang có một kế hoạch tỉ mỉ và bài bản nhằm chặn đường tiến đến chiếc ghế Tổng Bí Thư của Chủ tịch nước Tô Lâm. Kế hoạch đó có thể liên quan đến việc báo Quân đội Nhân dân vào ngày 25 tháng 7 đưa tin ngành điều tra hình sự quân đội quyết tâm không để bỏ sót tội phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin kế hoạch nội công ngoại kích chặn Tô Lâm vào ghế Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Tô Lâm căng thẳng khi điều tra hình sự quân đội khẳng định cương quyết không bỏ lọt tội phạm. Các tướng lĩnh quân đội là lực lượng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh tham vọng quyền lực của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm.
Vào ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị dưới sự thao túng của Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhanh chóng ra thông báo xác nhận quyền lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thuộc về Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm gấp rút xác nhận quyền lực tối cao trong Đảng cho thấy sự vội vã quá mức và là điều chưa từng có tiền lệ khi Tổng Trọng chưa chính thức được xác nhận qua đời. Tờ báo Quân đội Nhân dân đưa tin về việc ngành điều tra hình sự không bỏ lọt tội phạm. Trong thời điểm hiện nay, ông Tô Lâm được cho là có quyền lực nhất trong Đảng. Song nếu chiếu theo điều lệ của Đảng, người thay thế cho Tổng Bí thư có thể điều hành tạm thời trong thời gian vắng mặt sẽ là Thường trực Ban Bí thư cho đến khi Đảng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bất thường để chỉ định người thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư. Nghĩa là về danh chính ngôn thuận, người thay thế Tổng Trọng phải là Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Việc Chủ tịch nước Tô Lâm tự cho mình quyền thay thế Tổng Bí thư tạm thời sẽ tạo nên một sự bất hòa rất lớn trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là giữa ông với giới chức tướng lĩnh quân đội Việt Nam. Chủ tịch Tô Lâm bắt buộc phải làm tắt như vậy để giành quyền là người giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng và Đại hội 14 sắp tới. Bởi theo quy định, Tổng Bí thư khóa cũ sẽ giới thiệu nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng, trong đó có nhân sự Tổng Bí thư. Đó là lý do vì sao trong việc tổ chức lễ quốc tang cho Tổng Trọng có sự chia rẽ sâu sắc giữa ban đảng của Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường và nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước Tô Lâm xuất hiện ở nơi công cộng với những khuôn mặt hết sức căng thẳng. Mới nhất, sáng ngày 27 tháng 7, ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ trong đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh, những hình ảnh từ truyền thông nhà nước cho thấy sự căng thẳng hiện rất rõ trên khuôn mặt của Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi đó, các nhân vật lãnh đạo cấp cao khác như Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn, Lương Cường, Nông Đức Mạnh cũng có vẻ mặt đang mang hình viên đạn. Có thể thấy việc chuyển giao quyền lực cho nội bộ của Đảng đối với ông Tô Lâm không thuận buồm xuôi gió, thậm chí là đang có rất nhiều trở ngại. Việc ông Tô Lâm bị đánh giá là người không có đủ tư cách đạo đức để có thể giữ cương vị người đứng đầu của Đảng sẽ là vấn đề khó khăn và thách thức lớn nhất đối với ông. Chắc chắn Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ triệt để khai thác để mà kích động sự phản đối mạnh mẽ hơn trong giới lãnh đạo quân đội. Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính, ứng viên số 2 cho chức Tổng Bí thư, lại có mối quan hệ tốt với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, người đang trong vai trò tọa sơn quan hổ đấu. Vào ngày 25 tháng 7, tờ báo Quân đội Nhân dân bất ngờ đưa tin ngành điều tra hình sự quân đội quyết tâm không bỏ sót lọt tội phạm. Theo đó, điều tra hình sự quân đội cương quyết nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, vụ án đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Trước đó có nhiều tin đồn cho rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đang gây sức ép để cơ quan điều tra hình sự quân đội lật lại hồ sơ thanh tra tập đoàn Xuân Cầu là em trai của ông Tô Lâm do đã liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội để mà trục lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm căng thẳng khi điều tra hình sự quân đội khẳng định cương quyết không bỏ lọt tội phạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.